Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh youtube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn Bây giờ thì đang là 5 giờ chiều của ngày thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2023 Và như tôi dự đoán vào trong clip sáng nay Thì cái câu nói mà cứ kỷ luật hết thì lấy ai làm việc của ông Nguyễn Hòa Bình thì đang gây bão rồi trên mạng rồi nhiều người nói rồi xin thưa với các bác à, nhưng mà báo pháp luật online thì họ cũng đã sửa cái này à, thay vì ở cái tiêu đề thì nó chỉ còn ở trong cái á, nội dung thôi ví dụ như là là tiêu đề thì xin thưa với các bác rằng là bây giờ nó thành ra là tranh ngắn hòa bình thì thẩm phán chỉ phải chịu trách nhiệm khi có lỗi chủ quan à, bỏ cái đó đi rồi đó nhưng mà bên dưới này thì à, vẫn có những cái á, có những cái câu nói, có những cái để mà 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 kỷ luật hết thì có ai làm việc á. Đấy. Các có thể thấy này, bây giờ cứ sai là bị kỷ luật hết thì lấy đâu ra người làm việc thì ông Bình đã nói như vậy. Đó. Thì các bác có thể thấy cái câu này. Đó. Cứ sai kỷ luật hết thì lấy đâu ra người làm việc. Đó. Thế thì cái câu này nó không chỉ là mới cả Việt Nam Cộng hòa ngày xưa cũng nói. Việt Nam Cộng hòa ngày xưa là cũng tham nhũng nhiều lắm, những cái năm trước năm 75 á thì có một ông là thủ tướng sau này là phó tổng thống thì cũng đã nói cái điều này các bạn nào biết thì comment giúp tôi nha thế nhưng mà chúng ta cũng có người nói trước đây thì gọi rằng là cứ cách trước hết thì thế ai làm việc thì đó chính là ông nguyễn sinh hùng bây giờ thì có ông nguyễn hòa bình thì cũng nói câu này mục đích của những người này nói ra thì cũng không hẳn là 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 chơi chữ đâu họ nói rằng là người ta cũng ý rằng là người ta không cố ý thì tha thứ cho người ta đi đúng không cái thứ hai nữa rằng là cái rằng là người ta làm 10 việc thì cũng phải có một cái việc sai đúng không? thì cái cách trích hết sai một cái kỷ luật thì 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 để ai làm việc đúng không ạ? thì ngôn ngang thì nó như thế thôi thế nhưng mà sai thì sai thế nào? cố ý thì cố ý thế nào? hậu quả thì hậu quả thế nào? thì tôi cho rằng là những người này lo không có ai làm việc là không đúng chúng ta đang ở trong một cái bộ máy mà rất là khủng khiếp về cái độ phình của nó à, cái việc mà sai bị xử lý là cái chuyện rất là bình thường đó thế nhưng mà thật sự có những cái vụ sai nhưng mà lại không biết nhận sai cũng không tích cực sửa chữa thì đương nhiên là bị kỷ luật rồi à, xin thưa với các bác có rất nhiều vụ là được đưa lên trung ương và ban kiểm tra là yêu cầu là kiểm điểm và trong một thời gian là phải khắc phục thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái việc khắc phục là rất chậm hoặc là không biết khắc phục kiểu gì đó thế cho nên rằng là sai mà ảnh hưởng đến người ta thì phải chịu trách nhiệm và giống như buổi trưa tôi có nói người ta hay dùng cái từ uyển ngôn hay gì đó thế nào là sai phạm sai phạm thì bị xử lý một các luật và thế nào thì là sai sót đó. sai sót thì là vô tình hay là gì đó thì có thể bỏ qua nhưng mà sai phạm thì là vi phạm và tôi quý anh thì tôi nói đó là sai sót để anh không bị sao thì tôi ghét anh thì tôi cho nó là sai phạm rồi là vi phạm để từ đó là xử lý kỷ luật anh đúng không ạ thế thì phải làm rõ rất nhiều thứ đó thế nhưng mà chúng ta có một cái điều thế này là cũng mong là các vị lãnh đạo thì nhớ nhớ lấy câu của bác trọng cái việc mà bác trọng đã trả lời một cách rất là đàng hoàng thẳng thắn câu này là không có gì là nhạy cảm cả đúng không bắt hết thì để ai làm việc cách trước hết thì để ai làm việc thì bác nói đơn giản thôi con chị nó đi thì con gì nó lớn lớp này lớp kia. Chúng ta đâu có thiếu cán bộ để mà làm việc đâu. Đâu có thiếu rằng là những người tử tế để mà để mà đảm được những cái trọng trách đâu. Ngày xưa bác Hồ còn không dùng cả những cái người mà à ngày xưa thì bác Hồ xin thưa các bác rằng là có những người là đảng viên nhưng bác không dùng. Bác dùng cả những người ngoài đảng cơ. Đó. Rồi rất nhiều những cái việc mà có những người đến tầm bộ trưởng rồi nhưng mà chưa chắc đã phải là đảng viên. Đó. thế rồi chúng ta thấy rằng là ví dụ trong ngành thẩm phán tòa án thì đâu chỉ có mỗi một cái nguồn nguồn học viện rồi vân vân ra chúng ta có nguồn từ trường luật chúng ta có nguồn từ các bên khác từ luật sư vân vân các anh đó hoàn toàn có thể chuyển nghề chuyển ngành và họ có thể sang làm thẩm phán và tôi nghĩ rằng là trong cái những cái người làm thẩm phán ấy, những người được phép gõ búa để mà phán quyết cuộc đời một con người ấy, thì họ phải thật sự là liêm chính và họ thật sự rằng là nhất là trong đất nước chúng ta thì họ phải là những cái con người mà gần như là mọi cái cử động xung quanh con người đó là đều phải được giám sát bởi vì tham nhũng trong ngành này tôi nghĩ rằng là nó lớn lắm lớn lắm và nên chúng ta phải xây một cái cơ chế để chúng ta kiểm soát cái quyền lực trong này thì chúng ta lại khó đúng không thay vì bảo vệ theo cái kiểu rằng là kỳ uh, kỷ luật hết thì lấy ai làm việc thì đáng nhẽ phải siết chặt hơn nữa để mà bảo vệ để mà để mà gọi là kiểm soát cái quyền lực bằng cách rằng tất cả những cái động tĩnh xung quanh những người mà làm công tác tòa án là phải được soi xét đầy đủ từ cái việc mà đạo đức lối sống từ cái việc công khai minh bạch về mặt tài sản về mặt giá trị vân vân từ cái việc mà am hiểu pháp luật về mặt trình độ trí thức từ cái việc mà thậm chí rằng liên quan đến cả là công ty họ hàng nữa cũng đều phải được kiểm soát rất chặt và nếu ai mà chấp nhận được cái sự kiểm soát này thì hãy làm với nghề thẩm phán tranh án tôi nghĩ rằng ngành này là cần phải kiểm soát lớn nhất luôn thẩm phán tranh án à, bởi vì xin thưa với các bác như thế này à, đừng sợ không ai làm việc sẵn sàng có rất nhiều người người ta người ta sẵn sàng làm việc đó sẽ có rất nhiều những vị luật sư mà có nghĩ rằng là cả đời của họ là chỉ phụng sự công lý phụng sự pháp luật họ không cần có nhà lầu xây sang họ không cần những cái chuyến du lịch có thể nói rằng là đi tới cùng trời cuối đất họ không cần một chiếc đồng hồ du lịch họ không cần chơi gôn cuộc đời của họ là chỉ có mong muốn rằng là vì công lý đó là cái giá trị rất lớn và lúc này họ ngồi ở vị trí thẩm phán tranh án thì họ sẽ xử lý đầy đủ đó họ sẵn sàng để cho người đời chấp nhận soi xét họ đó nếu mà cái này thì xin thưa các bác rằng là tôi cũng sẵn sàng ngay tôi sẽ đi học luật vân vân mà và rất chấp tất cả tất cả mọi người là soi xét mình thì cố gắng sống cuộc sống như một người tu hành không có vấn đề gì cả và hoàn toàn là vì vì đạo đức vì công lý thiếu gì người làm đâu tôi tin là không không thiếu gì người làm các vị không phải lo cái việc mà không có người làm sẽ có rất nhiều người sẽ sẽ muốn làm cái việc này đó. muốn làm cái việc này và họ sẽ có nhiều vụ án họ sẽ bảo vệ cho cái nền tảng để mà, bảo vệ cho cái nền tảng và cái nền tảng đó là bảo vệ người dân nó chính là pháp luật chính là công lý chính là cái giá trị mà công minh đúng không tôi chỉ sợ rằng là nhiều người chỉ có những người mà thật sự động cơ của họ có vấn đề nó có sự khuất tất có sự mờ mịt cho tâm trí có cái sự giả tạo trong hành động hành vi thì họ mới không muốn bị giám sát họ mới muốn rằng là thậm chí rằng không muốn là người ta nhìn thấy sai phạm và thậm chí rằng là họ muốn rằng là có sai phạm nhưng mà vẫn có thể du di được Đó. thế thì hỏng rồi đúng rồi. hỏng rồi và thậm chí họ muốn có được cái quyền miễn trừ không được bắt khởi tố thì rõ ràng tôi cho rằng đấy là một cái sự hỏng tôi tin rằng không phải lo ngành nghề nào cũng thế thôi từ ngành công an kiểm soát kiểm sát đúng không công an kiểm sát rồi tòa án rồi bất cứ một cái ngành nào trong chính quyền tôi chỉ sợ là các vị là không dám rời ghế thôi không dám rời ghế thôi chứ còn sẵn sàng có nhiều người là thay thế để ngồi ở vị trí đó và họ sẽ cam kết để mà làm tốt hơn những gì mà các vị đang làm họ sẵn sàng là đưa ra những cái cam kết những cái mà họ cho rằng là hiệu quả nhất để mà phụng sự đời sống nhân dân phụng sự đời sống đất nước chứ họ không nhất thiết là họ phải bằng mọi cách để mà giữ được cái ghế của mình đâu đó đúng không ạ tất nhiên trong cuộc đời thì không ai tránh được sai lầm Nên tất nhiên sai lầm nào thì cũng phải trả giá bằng sự vô tình hay sự cố ý và đừng bằng vì một cái điều gì đó sợ không có ai làm việc mà và lại du di những cái thứ đó đi thì như vậy là chúng ta đang làm hại chính đất nước này làm hại tổ quốc này và đáng nhẽ tôi nghĩ rằng là ông Bình với cương vị là tranh án tòa án nhân dân tối cao á thì nên tập trung vào cái việc mà kiểm soát quyền lực ngay trong chính ngành tòa án để mà phòng ngừa, hạn chế và thậm chí là đưa ra những cái vụ tham nhũng ở trong ngành tòa án Đó. chống oan sai, chúng gọi là tội phạm chứ thay vì làm những cái lo lắng là không có ai làm việc, thay vì những cái lo lắng là quyền miễn trừ rồi là vân vân và mây mây đúng không đó là cái mà chúng ta cần của một vị tranh án tòa nhân tối cao đó chính là cái việc mà đứng đầu các cơ quan các bộ ngành là phải chống nội xâm chống tham nhũng phòng ngừa tham nhũng ở ngay trong các cơ quan đó bởi vì những cơ quan này là những cơ quan mà thật sự quyền lực rất lớn và cái cơ hội để tham nhũng nó vô cùng nhiều cho nên cần những cái tấm gương và đạo đức thật sự trong sáng chứ không phải quản lý kiểu hành chính Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.